Một bạn nữa hỏi: Thưa thầy, con có đọc qua vài quyển kinh của bà nội. Trong kinh có cụm từ giữ thân trai giới. Con đọc nhưng chưa hiểu, thầy có thể giúp con giải thích giữ thân trai giới là gì không ạ? Giữ thân trai giới tức là sao? Thân thì không gì. Trong kinh Đức Phật nói con người ta có 10 nghiệp mà nghiệp ác gọi là thập thiện đó. Và thập ác, 10 việc ác và 10 việc thiện. Thì với thân đó, thì ba nghiệp lấy thân là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, người xuất gia là không dâm dục. Đó. Thuộc về gì? Về thân nghiệp, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử thì đó là gì? Đó gọi là giữ thân trai giới. Và cũng thuộc về thân nhưng mà nó ở trên gì? Ở trên miệng. Trên miệng chúng ta thì gọi là khẩu nghiệp, đó là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là bốn khẩu về nghiệp, về miệng, bốn khẩu nghiệp về miệng đó cũng thuộc về gì? Về thân chúng ta. Giữ trai giới là sao? Tức là không sát sinh. Đó là giữ trai giới, không sát sinh về thân. Không trộm cắp, đó là không, đó là chúng ta giữ trai giới về gì? Về giới không trộm cắp của Phật dạy. Không tà dâm, tức là Đức Phật dạy Phật tử tại gia thì phải phải chính hạnh. Vợ chồng á, cưới xin đàng hoàng mới quan hệ tình cảm, tình ái. Còn ngoài vợ chồng quan được cưới xin, pháp luật đồng ý hai bên gia đình dòng họ đồng ý, tức là làm lễ cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn vân vân đó, theo pháp luật hiện hành bây giờ thì như vậy mới gọi là vợ chồng. Còn ngoài ra mà quan hệ linh tinh bừa bãi thì đều gọi là tà dâm. Thì trường hợp như vậy là gọi là Phật tử, đã gọi là Phật tử thì mà làm những hành tà dâm như vậy, Phật nói là không phải là đệ tử của Phật, không phải đệ tử tại gia của Phật. Người xuất gia thì Phật cấm hẳn dâm dục rồi. Đó, cho nên chúng ta cũng biết cái điều đó là cái giới thì gọi là giữ thân trai giới thì là như vậy. Thân thì ba nghiệp không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu cũng thuộc về thân đúng không? Khẩu cũng thuộc về tư, miệng cũng thuộc về gì? Trên thân chúng ta. Cho nên á, cũng thuộc về gì? Về cái nghiệp trên thân nữa, cũng phải giữ đó, không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Bốn nghiệp về khẩu đó là 4, 3 là 7 ấy. Còn ba nghiệp về tâm thì nó thuộc về gì? Về ý thức. Về trong A lại ra mạt na thức và ý thức rồi. Thì điều này nó sâu sắc hơn. À, thì không tham, không sân và không si. À, đấy là ba nghiệp căn bản về về tâm ý, để không tham lam, không sân giận và không si mê. À, đây gọi là giữ thân trai giới, tức là như chúng tôi vừa giải thích đó. Đấy, Phật tử về nên nghe giảng nhiều và nên đọc sách nhiều để có thể sẽ hiểu rộng thêm về Phật pháp.